các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về chiếc điều hòa một cục của Nhật Bản. Đây là một chiếc điều hòa mini được sản xuất tại thị trường nội địa Nhật Bản. Tiêu chuẩn của Nhật Bản nên về chất lượng thì hoàn toàn yên tâm.